Ơi, 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 mở cửa anh với. Đi được thì đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa. Vợ mới chả còn, suốt ngày bắt ngủ ngoài đường rồi. Mày quá, chuẩn bị trước rồi. Ôi. Ui. Đã thế tao ngủ ngoài này luôn cho sợ. Có đệm hơi Intex, không lo ngủ ngoài đường. Few moments later. Ôi, cuối cùng xong. Ôi, nằm luôn ngoài này cho sợ. Em mái này nằm đâu ngủ chả được. Ông nào hay bị rời ra khỏi nhà có thể tham khảo cái điện này ở đây nhé.